Xin chào anh em nha, hôm nay dặn con Ribe Rim. Con này màn hình nó bị đốm đen nhiều quá anh em ha, bê kính nữa. Con này thì phải thay màn hình rồi anh em. Rồi, mình sẽ tháo cái màn này ra nha. Ok, giờ mình chỉ việc dán cái màn hình mới vô là xong nha anh em. Anh em nào mà có màn máy mà hư màn hình, ép kính, cứ comment video nha. Hoặc là gọi thẳng số điện thoại của mình luôn nha, 0355 356 356 để tư vấn nha anh em. Đây là một cái màn hình Rim thay màn. Các bước thay thì rất là đơn giản anh em, không có gì phức tạp. Cho nó khít lại là ok. Rồi mình sẽ cột cái su nữa, chờ 2 tiếng là giao máy cho khách hàng là ok. Đó, màn sáng đẹp nha anh em. Rồi, anh em nào có gì thắc mắc cứ comment dưới video nha. Thân ái chào cả nhà, hẹn anh em clip tiếp theo nha.